Yo, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Và sau một cái chuỗi dài của Phương Lâm Review ấy, thì hôm nay mình quyết định sẽ trở lại kênh. Và lần trở lại này mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm, đấy chính là một chiếc tai nghe Bluetooth. Thì một số bạn thì sẽ nghe nó rất là quen thuộc ấy, bởi vì đây là một thương hiệu đến từ Trung Quốc mà nó... Các bạn có thể biết đến những cái game như là Liên Minh Huyền Thoại này, hay là PUBG Mobile nữa. Kể cả PUBG trên máy tính cũng là do nhà sản xuất này, đó chính là Tencent, một công ty rất là lớn tại Trung Quốc. Vậy thì mình cũng đang hỏi tại sao mà công ty này lại quyết định dấn thân đến để sản xuất đây những thiết bị như này. Vậy còn chờ nữa, hãy cùng mình review sản phẩm Qbuds K1 này đến từ thương hiệu Tencent nhé. Thì trước khi mà đến với em nó thì mình và các bạn hãy cùng nhau xem vỏ hộp như nào nhé. Đầu tiên khi mình nhìn cái vỏ hộp thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này khá giống như một chiếc vape nếu như mà các bạn nhìn xa. Thì đương nhiên rồi, ở đây sẽ có phần in hình sản phẩm. Các bạn có thể thấy ở đây là hãng sẽ cho chúng ta cái hình khi mà đang nắp ở trong này màu đỏ, có nghĩa là em nó đang sạc. Đồng nghĩa với việc thì đây cũng sẽ là một cái đốc sạc cho em nó luôn. Ở đây thì sẽ có tên của sản phẩm là Qbuds W1. Và nó đã nhận được một cái giải thưởng, đấy chính là Red Dot Awards 2017. Và ở các cạnh bên thì chúng ta sẽ có một cái số thông tin. Ví dụ như ở cạnh này thì chúng ta sẽ có là Bluetooth 4.2. Và em nó có cả kháng nước luôn, khá là hay. Và một số cái công nghệ như là CVC 6.0 và CSR thì mình cũng không rõ đây là công nghệ gì. Và bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn xem nhé. Và đây, mình bây giờ đã mở cái hộp của nó ra rồi. Thì như các bạn có thể thấy là nếu như mà các bạn đã từng sử dụng cái thiết bị mà AirPods của Apple ấy, thì chắc chắn sẽ thấy một điều là cái sản phẩm AirPods Apple sẽ chỉ bằng khoảng 2/3 cái tai nghe thôi. Tuy nhiên là khi mà mình cầm vào nó thì mình lại cảm giác thấy là nó không được quá chắc chắn. Tuy nhiên là mình sẽ cùng với các bạn nghe xem là cái chất lượng của nó như thế nào. Ở đây thì sẽ có một cái phần khe dọc này để các bạn có thể thấy cái tình trạng pin của em nó. Khi mà để sạc thì nó sẽ phát một cái màu sáng màu xanh đây như các bạn có thể thấy. Thì khi mà kéo ra rồi ấy thì nhấc lên, đó, các bạn có thể thấy nó sẽ có một cái màu xanh ở chỗ này để biểu thị cái mức pin của nó. Còn khi mà chúng ta lấy vào, đó, nó sẽ có một cái màu. Khi mà cái màu này màu đỏ thì có nghĩa là nó đã sắp hết pin rồi. Còn không thì nó sẽ còn khá đầy pin. Ở đây thì nó có in hình của chính cái nhà sản xuất luôn ấy. Khi mà kéo cái thiết bị lên thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn. Đó, cái đèn này sẽ là báo lượng pin còn lại và cũng như là báo cái tình trạng đang kết nối hoặc là không của em nó. Ngay ở phần dưới thì chúng ta sẽ có một cái đầu, đó chính là đầu micro USB để có thể sạc cho em nó cũng như là nâng cấp firmware. Cái này thì mình cũng không hiểu lắm nhưng mà khi mà đọc trên trang chủ của nó thì có ghi là sẽ nâng cấp một số cái, ví dụ như là tính năng HD stereo cho em nó. Thì ở phần thiết kế bên trong thì như các bạn có thể thấy là ở trên này sẽ có các ký tự như là LED này và RIDE này để biểu thị các cái bên để bạn đút vào, mình sẽ rút ra. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có phần hai phần chấu để khi mà bạn lắp em đó vào thì đây, nó sẽ có như này. Để khi mà lắp vào nó sẽ sáng lên. Đây mình nắm ngược rồi. À đúng, đúng rồi. Đó. Thật ra thì cái vỏ này nó vẫn chỉ là một cái vỏ để chứa lượng pin cho em nó. Để các bạn có thể kết nối với nó thì các bạn chỉ cần với cái thiết bị này thôi. Ở đây thì có ghi là cái cục pin này có mức dung lượng là 1450mAh. Với cái mức dung lượng này mà mình nghĩ là sẽ có thể trụ được khoảng một ngày. Một ngày nhá, các bạn nên nhớ là nếu như mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm như là tai nghe này thì thường thường sẽ các bạn sẽ nghe rất là nhiều. Như mình chẳng hạn, khi mà mình edit các video thì mình sẽ thường thường là đeo cả ngày luôn. Và nếu như một cái sản phẩm mà nó có cái chức năng cũng như là với cái thời lượng pin như này ấy, thì cực kỳ tốt cho các bạn nếu như mà các bạn có thể sử dụng cả ngày mà không sợ nó hết pin. Và để đeo thì ở đây có hai cái chữ ở đây luôn. Thì bạn sẽ đeo nó đúng như cái đường này. Đó. Thì nó sẽ ăn rất là khít vào tai của bạn. Tai nghe này nó sẽ có cái chức năng, đấy chính là khi mà bạn ấn từng bên thì nó sẽ có thể tăng giảm cái mức âm lượng. Nếu như bạn bị lệch tai ấy, mình có một số người bạn bị lệch tai, có nghĩa là khi mà nghe thì một số cái phần âm lượng bên tay phải nó sẽ to hơn bên tay trái một chút. Thì ở cái phần tai nghe này,
hãng sẽ cho các bạn tùy chỉnh luôn phần âm lượng của từng tai một. Thì các bạn sẽ rất dễ để có thể là nghe làm nào cho tai của mình nó sẽ không bị lệch âm. Và như vậy thì mình đã kết thúc cái bài review chiếc Qbuds W1 này cho bạn. Thì mình cảm thấy đây là một chiếc tai nghe cực kỳ hài hòa giữa giá thành cũng như mà các công nghệ nó mang lại. Nếu như mà cho mình quyết định ấy, thì mình sẽ lấy chiếc này. Tại vì cái phần âm thanh của nó có lượng bass khá là sâu. Vậy các bạn có thắc mắc gì với cái sản phẩm này thì hãy để lại xuống phần bình luận nhé. Còn nếu thấy video này có ích thì đừng quên ấn like và ấn subscribe cho bọn mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.